Uh, tôi cũng khá là may mắn khi mà đã có cơ hội gặp một ngài Nick Faudo được uh, lần này chắc khoảng lần thứ năm thứ sáu gì đấy nhưng mà điều đó không có nghĩa là cuộc gặp ngày hôm nay nó có kém phần uh, uh, thân thiết uh bản thân Sonic fado là một người rất là cuốn hút trên mọi mặt ông cứ là một huyền thoại gôn mà có lẽ là là người anh hùng của rất nhiều người chơi gôn và bản thân như tôi lớn lên đánh gôn được biết đến những huyền thoại như ngài nick fado là một cái niềm vinh dự và ngày hôm nay khi mà được chơi trên sân do ông thiết kế cũng được rất may mắn không hề biết trước là được đánh những hai hố gôn cùng với ông thì theo tôi đây là một kỷ niệm mà chắc là một trong những kỷ niệm đáng, nh đáng nhớ nhất trong cuộc đời chơi gôn của mình Thực ra là rất vinh dự, rất vinh dự khi đứng được đánh cùng Fly với cả là một huyền thoại thì một cảm xúc thực sự là lúc lúc mà lên ti phải, phải nói là mình cũng có một cảm xúc là run. Nhưng mà khi đánh thì mình cũng thấy rằng là à, họ đúng là ở một đẳng cấp khác và cũng tuy là có thể là họ có tuổi rồi nhưng mà với những đường bóng hay là những cái cách, đánh của họ vẫn là một cái sự thể hiện một sự đẳng cấp và cũng hiếm khi cũng nói chung là cũng thực sự là để được đánh với cả là một huyền thoại thì tôi thấy là đấy là một may mắn đối với tôi và cái thời gian như thế này một thời tiết đẹp như này sân gôn quá đẹp luôn hôm nay thì tôi cũng thực sự là rất happy.